trong năm 2019. Sau một thời gian dài vật lộn với chấn thương, cuối cùng thủ thành Phí Minh Long đã trở lại khá ấn tượng. Chính màn trình diễn này đã giúp anh có một bản hợp đồng mới cùng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Và giờ đây, khi V-League đã kết thúc, thủ thành Phí Minh Long sẽ cùng ngồi lại để chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp của mình cùng Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Hình ảnh Phí Minh Long ngồi lặng lẽ trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy trong chiến thắng tưng bừng 5-0 của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội trước Thanh Hóa ở vòng 20 V-League 2019 khiến nhiều người tin rằng nó sẽ đại diện cho phần sự nghiệp còn lại của một tài năng mà có lẽ đã có được một tương lai rộng mở nếu không mắc phải những sai lầm tai hại tại SEA Games 29. Một phần nguyên nhân dẫn đến việc đội tuyển U22 Việt Nam sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Những tưởng Phí Minh Long chỉ còn là cái bóng của chính mình tại đội bóng thủ đô bên cạnh một văn công thi đấu ổn định và tân binh Bùi Tiến Dũng khi ấy gây chú ý với tư cách là Á quân U23 châu Á. Thì bằng tất cả sự gan lì, bền bỉ, kể từ khi đối diện với cú sốc trong cuộc đời và sự nghiệp, Phí Minh Long vẫn can đảm để giữ chắc đôi găng của mình. Vấp ngã ở SEA Games thì đối với mình nó là một cái cú sốc đến với mình cũng như gia đình mình. Nhưng mà một thời gian dài sau đó mình có thể đứng dậy được như bây giờ thì một phần rất lớn là do những đồng nghiệp ở đây, những đồng nghiệp, gia đình, như mọi người đã động viên mình. Trong đầu mình, từ đầu giải đến cuối giải, đa phần là mình không được đăng ký, không được thi đấu, nhưng mà lúc nào mình cũng sẵn sàng. Kể cả trong những cái thời điểm mà anh Công đang tốt hay là Tiến Dũng đang tốt, mình cũng vẫn luôn chuẩn bị. Thì lúc đó mà huấn luyện viên trưởng còn đọc tên mình thi đấu thì mình cũng không bao giờ bỡ ngỡ gì. Mình trong đầu mình luôn luôn chỉ có chiến và chiến thôi. Có công khổ tận, có ngày cam lai. Phí Minh Long tuy không ra sân nhiều tại V-League, nhưng được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tin tưởng giao nhiệm vụ bắt chính tại chung kết Cúp Quốc gia. Trận đấu mà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội quyết tâm giành chiến thắng để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chiếc cúp quân đội cuối cùng mà họ còn thiếu. Và Phí Minh Long đã không phụ niềm tin và huấn luyện. Cũng rất may mắn đến cuối mùa giải thì Long đã được trao cơ hội ở những trận cuối thì Long cảm thấy rất là vui và Long đã cố gắng để hoàn thành tốt những cái mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra cũng như là mọi người kỳ vọng vào cái chức vô địch Cúp Quốc gia. Và Phí Minh Long đã quyết định tiếp tục gắn bó với đại diện thủ đô, nơi anh đã trưởng thành và chưa bao giờ có ý định khoác một màu áo mới bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đối với câu lạc bộ Hà Nội thì đây là một môi trường tốt nhất trong bóng đá Việt Nam hiện nay. Năm tiếp theo là năm mà mình hướng tới là mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Mình sẽ thuyết phục được huấn luyện viên trưởng để trao cho mình nhiều cơ hội hơn và mình sẽ cố gắng nắm bắt những cơ hội đấy. Mục tiêu của mình là một suất bắt chính chứ không phải là số 2 hay số 3, tại vì đối với thủ môn thì chỉ có bắt mà không được bắt thôi. Từ đến mùa giải tiếp theo, Phí Minh Long vẫn sẽ tiếp tục đối diện với nhiều thử thách, nhưng chắc chắn không điều gì có thể ngăn cản khát vọng của anh khi ngay cả ở thời điểm đèn tối nhất, Phí Minh Long vẫn không gục ngã.